bus. Cuộc gọi nguy hiểm từ người lạ. Bây giờ mẹ phải đi ra siêu thị một lát. Các con ở nhà không được mở cửa cho người lạ nhá. Và không được nghe điện thoại nếu không biết đấy là số của ai. Vâng ạ, bọn con biết rồi ạ. Tạm biệt. Ai gọi thế nhở? Em không nhận ra đây là số của ai. Mẹ dặn không được nghe điện thoại là. Nhưng nếu là số gọi khẩn cấp thì sao? Xin chào, ai đây ạ? Chào bạn nhỏ, ba mẹ cháu có nhà không? Bố mẹ cháu đi vắng cả rồi ạ. Cháu đang ở nhà với em gái cháu. Không có nhà sao? Cơ hội của ta đi rồi. Ai thế ạ? Chú gấu đấy mà, chú là bạn của ba mẹ cháu đấy. Các cháu không nhớ chú sao? Chú gấu nào nhỉ? Đúng thế, chú đã mua cho các cháu một ô tô đồ chơi với một chiếc bánh tuyệt vời đấy này. Wow, ô tô đồ chơi. Bánh nữa. Các cháu ra ngoài chú nhờ một lát được không? Không ạ. Chú gấu đâu? Các cháu đây rồi, đi với chú nào. Các con yêu, các con đâu rồi? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi bị mất tích rồi, xin hãy giúp tôi với. Cái gì? Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, các con của tôi đang chơi trong nhà trước khi tôi đi ra ngoài. Khi tôi về thì chúng đã mất tích rồi. Đừng lo, để chúng tôi giúp bạn. Cửa sổ được khóa kín từ bên trong. Căn phòng không hề có dấu hiệu bị xâm nhập. Có vết bút màu ở trên điện thoại. Có vẻ chúng đã nhận điện thoại trước khi mất tích. Pavlon, hãy kiểm tra số này xem. Đã rõ. Hey. Ôi không, đây là một số điện thoại lừa đảo. Có vẻ như lũ trẻ đã bị lừa bởi một cuộc điện thoại. Pavlon, vị trí của số này ở đâu? Đây rồi, căn hộ cầu vồng. Đi thôi. Người xấu đang trốn ở đâu nhỉ? Xin chào, bánh pizza của bạn sắp đến rồi. Giao bánh pizza, tôi có ý này. Hơi đói quá. Có chuyện gì vậy? Xin chúc mừng, bạn đã được một phiếu pizza miễn phí. Miễn phí ư? Pizza? Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Nếu bạn không muốn, chiếc bánh pizza thơm ngon này sẽ thuộc về người may mắn tiếp theo. Tôi sẽ lấy nó. Vòng 602 tại trung cư cầu vồng. Làm ơn nhanh lên. Pavlon, đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Bánh pizza siêu dính. Anh ta sẽ mắc kẹt ngay lập tức. Wow. Ở đây rồi. Pizza giao hàng tận nơi đây. Tôi đến đây. Wow, pizza của tôi. Tôi đến đây. Pizza của tôi. Của tôi. Này, đó là pizza của tôi đấy. Của đây. Tôi. Của tôi. Đưa đây của tôi. Của tôi chứ. Tôi chứ. Buông ra. Dừng lại. Này. Cảnh sát. Chạy rồi. Đứng lại. Ê, này. Đứng lại. Đứng lại. Cái gì vậy? Dừng lại. Đứng lại ngay.
Di chuyển đi. Dobby, dừng lại. Người không bắt được ta đâu. Không thể nhảy quá sao? Tạm biệt nha. Dừng lại ngay. Dobby, Papillon, sử dụng bệ phóng siêu cấp. Bệ phóng siêu cấp. Di chuyển. Bay nào Dobby. Bay. Người vẫn chưa ăn bánh pizza. Không ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cháu đã an toàn rồi. Bọn chú đã bắt được kẻ xấu. Chúng cháu sẽ không nhận cuộc gọi từ người lạ nữa đâu à. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhận được điện thoại từ người lạ, đừng bắt máy mà hãy nói với ba mẹ. Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ người lạ, đừng bao giờ nói với họ rằng bạn đang ở một mình. Và đừng nói bất cứ điều gì về bạn. Những người xấu có thể lừa bạn đó. Hãy nhớ điều này. Đừng đánh thức người mộng du. Ngủ ngon nhá con yêu. Cái gì thế kia? Ôi là ma. Con của tôi. Ma đã bắt con tôi đi rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi đã bị ma bắt đi rồi. Làm ơn giúp chúng tôi với. Không có thứ gì gọi là ma cả. Nhưng chúng tôi đã thấy một con ma lơ lửng bên cửa sổ và rồi con trai chúng tôi biến mất. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp chúng tôi tìm con trai. Đừng lo lắng, không có trường hợp nào mà tôi không giải quyết được. Dobby, anh dẫm phải đồ chơi rồi. Ý? Hả? Đây là dép của tắc kè nhỏ. Nhưng chiếc còn lại đâu? Có ma kìa, chạy đi. Có ma kìa, chạy đi. Đó là ma. Chúng ta hãy đi xem sao. Vờ là ma thế nhỉ? Và thậm chí đánh tôi bằng dép. Hả? Đây là dép của tắc kè nhỏ. Chúng ta tìm hiểu xem. Người không thoát được đâu. Dobby, dừng lại. Tại sao anh lại để nó chạy thoát? Đó không phải là một con ma. Đó là tắc kè nhỏ. Con trai tôi, có chuyện gì đã xảy ra với nó? Có vẻ như cậu bé đang mộng du. Mộng du à? Để tôi sẽ đánh thức con tôi dậy. Không, đánh thức cậu bé dậy lúc này sẽ rất nguy hiểm. Tắc kè nhỏ đang treo tường. Con trai của tôi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa cậu bé về nhà an toàn. Hả?
ôi không. Đừng đánh thức cậu bé dậy. Cẩn thận. Chúng ta phải tìm cách đưa cậu bé về nhà. Các đường ống. Về nhà an toàn nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nếu thấy ai đó mộng du, đừng hoảng sợ và đừng cố dọa hay đánh thức họ. Hãy báo ngay cho người lớn để bảo vệ các em. Hãy ghi nhớ điều đó nhé. Đề phòng thuốc giả. Con bị cảm lạnh rồi, cần phải uống thuốc ngay thôi. Không không, con không uống thuốc đâu. Cô có sao không? Chân tôi. Ôi, cô bị thương rồi, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi nào. Tôi không sao, vì tôi đã có thuốc xịt thần kỳ. Chỉ với một xịt, mọi bệnh tật đều khỏi ngay lập tức. Thật là tuyệt vời. Nó có chữa được cảm lạnh không ạ? Dĩ nhiên rồi. Cô cũng đang bị cảm đây này. Chỉ một xịt, cô đã khỏi luôn rồi này. Ba ơi, con muốn chai xịt thần kỳ kia. Tôi có hai chai dự phòng ở đây. Mọi người có muốn mua luôn không? Nhưng mà hơi đắt đấy nhớ. Không vấn đề gì, tôi mua tất. Đúng là đắt thật đấy. Vậy là lừa được rồi. Tìm con mồi tiếp theo thôi. Dobby. Còn tôi. Anh Hà Mã, có chuyện gì sao? Tôi đã dùng thuốc xịt thần kỳ để chữa cảm lạnh cho con trai tôi mà nó còn nặng hơn. Thuốc thần kỳ ư? Trên đời này làm gì có thứ thuốc nào kỳ diệu như vậy? Ai đã bán thứ thuốc này cho anh vậy? Là một cô đi ngang qua đây. Anh Hà Mã, có vẻ như anh bị lừa rồi. Anh hãy mau mang cháu đến bệnh viện ngay đi. Chúng ta phải đi điều tra ngay. Mọi người, đến và xem đi. Thuốc xịt thần kỳ đây. Mọi người xem nhá, tôi vừa mới bị thương ở tay. Chỉ với một xịt đã khỏi luôn. Có hạn nhá. Có ngay. Đừng vội. Của mọi người đây. Xin lỗi, hết hàng rồi. Đợi đã, chúng tôi vẫn còn chưa mua được mà. Tôi mua. Có cách rồi. Mọi người đừng vội, tôi sẽ nhập thêm hàng mới ngay đây. Mau bám theo cô ta. Mùi này đáng sợ quá. Đôi bị
Nhưng đôi này không bị hôi mà. Mùi đó phát ra từ rãnh nước ở đằng kia. Hả? Hả? Cô ta làm thuốc xịt từ nước thải sao? Mình sẽ trở nên thật giàu có. Vết thương biến mất rồi. Mình sẽ vẽ lại. Hả? Vết thương đó là giả à? Đến lúc kiếm thật nhiều tiền rồi. Sao mùi chưa quay lại nhỉ? Tôi đây. Mọi người đến mua nào. Sao mùi nó lại đáng sợ như vậy? Thế là mọi người không hiểu rồi. Càng nặng mùi tức là thuốc càng tốt. Môi của tôi đã bị sưng một thời gian rồi. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Không được uống. Mọi người nghe đây, cô ta đã bán thuốc giả. Nó không chữa được bệnh gì đâu. Vớ vẩn, mọi người ở đây đều chứng kiến mà. Nó đã chữa lành vết thương trên tay tôi. Là như nào nhỉ? Đúng vậy. Tất cả chỉ là chiêu trò của cô thôi. Papillon. Vết thương đó chỉ được vẽ lên bằng bút màu thôi. Vậy đúng cô ta là kẻ lừa đảo sao? Bản thuốc thì được làm bằng nước từ rãnh nước thải đằng kia kìa. Thật đáng sợ quá đi. Đáng sợ quá đi. Đứng lại. Cô đã bị bắt vì tội bán thuốc giả. Các người phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà các người không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương nữa sao? Đuổi theo cô ta. Bắt được rồi. Cô đừng hỏng quá. Nghĩ bắt ta dễ vậy sao? Cứu tôi với, hồi quá. Linh Dương, cô hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên đời này không có thứ thuốc nào có thể chữa được bách bệnh hết. Nếu cảm thấy không được khỏe, hãy nhanh chóng đến bệnh viện để có thể được các bác sĩ kịp thời giúp đỡ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Con ma trong ngày sương mù. Ba ơi, ba ở đâu? Ba ở đây. Hôm nay trời nhiều sương thật đấy. Chúng ta không nên ở bên ngoài nữa. Đi về thôi con. Cái gì kia? Mọi người, vì sự an toàn của bản thân, không nên đi tiếp. Bà chuột, phía trước có rất nhiều sương mù, bà quay lại đi ạ. Được. Có tiếng gì vậy nhỉ? Cẩn thận. Là gia đình nhà Nhím. Cảnh sát trưởng Labrador, có ma ở trạm dừng xe buýt. Ma ư? Trên đời này làm gì có ma. Nhưng một con cháu nhìn thấy thật mà, cả người nó trắng toát, rồi bay lơ lửng với hai mắt phát sáng.
Chắc chắn có gì đó hiểu nhầm ở đây thôi. Hôm nay trời nhiều sương mù, hai người cũng nên về nhà đi. Chúng ta mau đi điều tra xem. Sương thật là dày đặc. Chúng ta mau chia ra tìm thử xem. Xoài bài á? Ai đang đùa nghịch vậy? Này Babylon, là tôi đây. Tôi nhầm. Tôi chả thấy con ma nào cả. Ma! Ma! Là băng đô phát sáng thôi mà. Tôi lại cứ tưởng là băng đô. Chúng ta mau tìm họ ngay. Sao hôm nay nhiều sương mù thế nhỉ? Mình giao hàng muộn mất thôi. Sao tự nhiên mình cảm thấy nặng thế? Hả? Cái gì đây? Hả? Đằng kia có chuyện rồi. Đằng kia. Sao bọn chúng lại giả làm ma? Tao bi bi chắc rồi bữa tiệc. Hả? Có vẻ như các bạn ấy đi chơi tiệc hóa trang với thỏ pi pi hôm nay. Thế thỏ pi pi đâu rồi? Ma. Hả? Ôi không, thỏ pi pi và bác bồ đông đã gặp nguy hiểm. Trang bị đã rõ. Mọi đầu bay. Trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, sương mù có thể gây nguy hiểm vì bạn không thể quan sát xung quanh. Vì thế tốt nhất là hãy ở nhà vào những ngày có sương mù. Nếu bạn phải ra ngoài vào ngày có sương mù, hãy đi cẩn thận và chú ý xe cộ xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không chơi với ổ cắm điện. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà quà vặt. Các bạn muốn ăn gì? Wow, kem à. Wow, mình cũng muốn ăn kem nữa. Ha.
kem của bạn đây. Ngon quá. Cháu muốn một bánh sô-cô-la. Có ngay. Xin hãy. Ồ, có chuyện gì thế? Hả? Sô-cô-la, sô-cô-la. Bánh sô-cô-la của bạn đây. Cứu với. Robot biến cháu thành sô-cô-la rồi. Việt Quất, Việt Quất. Bà cháu không phải là robot mà. Cứu với. Kem Việt Quất đã sẵn sàng rồi. Thật tồi tệ. Cốc thì cần phải được đổ đầy nước ép quả. Nước ép hoa quả ngon lành đã sẵn sàng rồi. Có chuyện gì vậy? Bánh vòng siêu cấp. Cứu tôi. Cô rắn hoa, sao lại có người biến cô thành bánh vòng thế này? Cảnh sát trưởng Labrador, con robot của ngôi nhà quả vặt gặp vấn đề gì đó rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Cứu bọn cháu. Ôi không, nó biến họ thành đồ ăn rồi. Xúc xích, xúc xích. Đừng có đuổi theo tôi mà. Dobby, hãy thu hút sự chú ý của con robot. Pavilion, hãy mau chóng giải cứu mọi người. Ê, robot, nhìn ta này. Lên, nhanh lên. Mau biến ta thành xúc xích đi này. Xúc xích, xúc xích. À, nào đến kia. Ê, tới đây nào. Ôi, không chạy thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi có ý này, hãy mau chóng chạy vòng quanh con robot. Dâu tây, xoài bơ, bánh hoa quả, bánh hoa quả. Cuối cùng thì cũng hết rồi. Con robot bán đồ ăn bị làm sao thế ạ? Papillon, mau kiểm tra xem. Mạch của nó đã bị chập. Bảo sao nó lại hỏng hóc nặng như vậy. Chúng ta kiểm tra cửa hàng xem. Ổ cắm sạc của con robot bị cháy rồi. Ôi không, phía bên kia có mùi cháy. Có khói bay ra từ nhà cháu kia. Ở đây nhá, để bọn chú đi kiểm tra. Cúi xuống. Ôi không, có chuyện gì vậy? Nhìn kia, tay của con khủng long đang chọc vào ổ cắm điện. Đây chính là lý do khiến cho con robot bán hàng và các ổ điện khác bị chập. Chúng ta phải ngắt điện ngay. Ở đằng kia. Để tôi làm cho. Phát hiện xa rác. Đi, ta không phải là rác. Cẩn thận phía sau. Ngắt điện. Bố con, cháu phải luôn tránh xa ổ điện, nhớ chưa? Cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ổ cắm điện là một vật rất nguy hiểm mà các bạn không bao giờ được động vào. Nếu chạm vào, các bạn có thể bị thương nặng do bị giật điện. Vì vậy, nếu muốn sử dụng các vật dụng điện, hãy nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Hang động nguy hiểm.
Đưa mắt lại này. Sao cậu không bắt đi? Nhìn kìa, bên trong cái hang đang phát sáng kìa. Chúng ta vào trong xem sao đi. Được. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, nào con bị nhện bắt mất rồi. Đừng lo, bọn chú sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, trong hang động này có nhiều nhện lắm ạ. Nhện đã bắt mèo con mất rồi à. Các cháu, hang động là một nơi vô cùng nguy hiểm. Các cháu không được vào hang động một mình. Mau về nhà trước đi. Dobby, mau đi tìm mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Ai đó vậy? Hả? Đây là ảnh phản chiếu của anh mà. Hóa ra là như vậy. Hả? Phần tinh thể ở đây bị vỡ. Có vẻ như mèo con không phải bị nhện bắt. Cậu bé bị ngã xuống đây rồi. Chúng ta mau xuống kiểm tra xem. Ôi không, mình không thể tự leo lên được. Lối ra ở đâu nhở? Con đường chia ra ở đây. Chúng ta phải đi bên nào? Nhện, quái vật nhện kìa. Đây là bóng của con nhện thôi mà. Trời ơi, tôi lại bị dọa bởi một cái bóng một lần nữa. Hả? Đây là mũ của mèo con. Cậu bé chắc hẳn đã đi lối này. Đi nào. Mình phải làm sao đây? Ôi, ngứa quá. Lại là nhện. Cứu. Cứu vậy. Hả? Là mèo con. Mau lên nào. Cảnh sát trưởng Labrador. Cháu đừng sợ. Ở đây có nhiều tơ nhện quá. Chúng ta mau ra khỏi đây nào. Nhanh lên, lối này. Mùi ở đây kinh khủng quá. Là rơi đấy. Chúng đang ngủ. Chúng ta phải đi nhẹ nhàng thôi. Chạy đi. Ấu, đau quá. Đau quá. Hả? Nhanh nào Dobby. Bây giờ. Ê
chúng đến đây. Rời không thích ánh sáng, chúng ta ra khỏi hang này là an toàn rồi. Chúng bay mất rồi. Cháu sẽ không đi vào hang động nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hang động tự nhiên có thể rất nguy hiểm. Các bạn có thể bị lạc hoặc gặp một số loại bọ có độc và cả thú hoang bên trong nữa. Nếu bị cào trúng hoặc bị đốt, các bạn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Hãy nhớ không được đi vào hang động. Cẩn thận với phần mềm đổi mặt AI. Chào cậu. Chào hà mã nhỏ. Thỏ con, ra công viên chơi đi. Được, tớ sẽ ra đó ngay. Mẹ ơi, hà mã nhỏ và con sẽ chơi ở công viên ạ. Đừng về muộn con nhé. Tớ đến rồi đây. Hà mã nhỏ, cậu đâu rồi? Tớ ở đây. Chào cậu thỏ con. Cô không phải là hà mã nhỏ. Tớ là hà mã nhỏ mà. Cô là ai ạ? Tớ có thể là bất cứ ai trên đời này. Tớ cũng có thể là thỏ con nữa. Cô là người xấu. Đi với ta nào. Hà mã nhỏ. Cháu chào cô ạ. Thỏ con có nhà không cô? Không phải cháu vừa gọi video rủ thỏ con ra công viên chơi à? Dạ. Cháu có gọi cho bạn ấy đâu ạ? Gì cơ? Cảnh sát trưởng Labrador, đã có người nào đó giả mạo hà mã nhỏ để lừa con gái tôi đến công viên rồi. Chắc có kẻ xấu bắt bạn ấy đi rồi. Có vẻ như đây lại là một vụ án liên quan đến phần mềm AI đổi mặt. Thỏ con đang gặp nguy hiểm, chúng ta mau đến công viên thôi. Chia nhau ra ở đây. Được. Xin lỗi, anh có thấy thỏ con ở gần không? Cảm ơn ạ. Ôi không, cảnh sát ở đây rồi. Cháu muốn về nhà cô. Đừng có nói gì hết. Thỏ con. Thỏ con. Con ở đâu? Không ai thấy mình, không ai thấy mình hết. Tai thỏ ư? Dừng lại. Này. Thỏ con. Cảnh sát trưởng Labrador. Mẹ ơi. Mẹ rất lo cho con đấy. Suýt nữa thì thành công. Đứng lại ngay. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương đâu. Là bom khói. Cô ta đi đâu rồi? Vào trong siêu thị rồi. Đi nào. Làm sao tìm được cô ta bây giờ? Dobby, hãy canh ở cửa. Papillon, chúng ta cần thiết bị phát hiện ra cô ta. Đã rõ. Giờ là lúc sử dụng phát minh mới nhất của tôi. Camera bay. Đã vào vị trí. Tốt. Giờ là lúc chờ cho Linh Dương xuất hiện. Ôi không, camera giám sát. Phải trốn ngay. Ha!
Hả? Sao lại có đến hai đứa bi thế kia? Mau phóng to ra. Không, đốt bi kia là giả. Kia là Linh Dương đang dùng phần mềm AI giả dạng làm đốt bi. Đi nào. Đứng lại. Cô ta đi đâu rồi? Xem đây. Tôi không thấy gì cả. Cô không thoát được đâu. Giả dạng tôi sao? Cô đã bị bắt. Nhiệm vụ thất bại rồi. Cảnh sát thông minh hơn ta tưởng. Giờ là thời điểm của ngươi. Tuân lệnh. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu có thể dùng phần mềm AI để giả dạng gia đình hoặc người thân quen của các bạn khi gọi điện bằng hình ảnh. Chúng ta cần phải có mã bí mật riêng dành cho gia đình và bạn bè để có thể nhận ra nhau khi cần thiết. Và phải luôn cảnh giác với những cuộc gọi. Không lãng phí thức ăn. Mì của anh đây, chúc ngon miệng. Thơm quá. Có giá. Mọi người đi đâu hết rồi? Bếp trưởng Panda, anh có sao không? Cảnh sát trưởng Labrador, có rất nhiều gián xuất hiện trong nhà hàng của tôi. Nó đã dọa hết tất cả khách hàng của tôi đi rồi. Xin hãy mau giúp tôi với. Đừng lo. Không có vụ án nào mà tôi không phá được. Sao tự dưng lại có nhiều gián thế nhỉ? Cẩn thận đấy. Có rất nhiều thức ăn thừa rơi ở trên bạt tre. Ở quanh thùng rác cũng có đồ ăn thừa. Ở đây cũng có nữa. Sao lại có nhiều thức ăn thừa vậy nhỉ? Có vẻ như ai đó thường xuyên bỏ thức ăn thừa ở đây. Anh bạn kia có vẻ rất khả nghi. Dobby, chúng ta phải kiểm tra xem. Anh ngựa trắng à? Liệu có phải anh ấy... Đi kiểm tra nào. Đừng ai. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở đằng kia có một cái. Cảm ơn anh. Có vẻ không phải anh ta. Trời mưa à? Là thức ăn thừa, mau tránh đi. Dễ như ăn kẹo. Ai đã vứt đồ ăn thừa bừa bãi như thế? Hả? Tôi vừa thấy ở tầng 3. Chúng ta đi nào. Không có ở đây cả. Tôi ngửi thấy mùi cà rốt. Mùi của hoa. Đến lượt tôi. Có mùi tóc chân. Đây là cánh cửa cuối cùng rồi. Là mùi cà rốt ở nhà này. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy?
Bác gấu, có phải bác là người đã vứt đồ ăn thừa qua lan can không? Không thể nào. Đồ ăn của tôi là ngon nhất trên đời này. Làm gì có chuyện có đồ ăn thừa được chứ. Con trai tôi đặc biệt thích ăn cà rốt. Ngày nào nó cũng ăn sạch luôn ấy. Ăn cà rốt hàng ngày á? Salad cà rốt, nước ép cà rốt, cơm rang cà rốt. Tất cả chỉ có cà rốt. Chắc cậu bé sợ món này luôn rồi. Bác gấu, gấu con có ở nhà không? Thằng bé đi dạo xung quanh để tiêu cơm sau khi ăn rồi. Cảm ơn bác gấu. Dobby, chúng ta đi nào. Tôi nghĩ gấu con đã đổ thức ăn thừa đi. Có vẻ như cậu bé không thích ăn cà rốt nên đã lén lút đổ chúng đi. Chúng ta phải mau chóng tìm ra cậu bé. Cậu bé đang đi kia. Nào. Mình vứt thứ này ở đâu đây nhỉ? Ở đây. Gấu con. Cháu có biết ai là người đã lén lút đổ thức ăn thừa vào nhà hàng của bác không? Không. Không hiểu sao lại có người quá đáng như vậy. Cái ba lô. Đây là túi của gấu con. Ôi không, gấu con bị rơi xuống cống rồi. Chúng ta mau nhanh lên nào. Ai đó cứu cháu với. Cảnh sát trưởng Labrador. Bạn nhỏ đừng sợ. Lên lưng chú nào. Dobby, bắt lấy này sếp. Cháu sẽ không bao giờ vứt đồ ăn thừa nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ mất rất nhiều công sức để làm ra một món ăn. Vì vậy, phải có thói quen tốt là không lãng phí đồ ăn. Nếu như có đồ ăn mà các cháu không ăn được, đừng vứt đi mà hãy nói cho cha mẹ mình biết. Hãy nhớ điều này nhé. Nhai kỹ thức ăn. Ngày xưa, có một con quái vật nọ rất thích chơi trốn tìm ở trong rừng. Cậu nên ăn chậm, nhai kỹ, hamster nhỏ. Các cậu ơi, chúng mình chơi trò 1, 2, 3 đi. Tớ đến ngay đây. Đợi tớ với. Các cậu chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Ai đó vừa cười xong đúng không? Ra đi nào. Không phải bố tớ mà. Đến chơi với ta nào. Ai đang nói vậy? Ta đến tìm các cháu đây. Đã sợ ba đi ba. Các cháu đừng sợ, là bọn chú đây mà. Có chuyện gì vậy? Có một con quái vật tàng hình và nó muốn chơi trốn tìm với bọn cháu. Đáng sợ lắm mà. Quái vật tàng hình ư? Nó ở đằng kia. Chúng ta đến đó xem sao. Làm gì có quái vật tàng hình cơ chứ. Chắc ai đó trốn để dọa bọn trẻ con thôi. Tiếng gì vậy nhỉ? Đằng kia. Quái vật, mau chạy đi. Bác cầy má mót, cháu là cảnh sát Dobby đây, không phải quái vật đâu.
nhưng mà tôi nghe thấy âm thanh đáng sợ phát ra từ cái lều đằng kia, nghe đáng sợ lắm. Cái lều kia phải không? Chúng ta mau đến đó xem. Sao lại có cái tai nghe ở trên đĩa ăn vậy nhỉ? Các cậu đừng sợ, cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt được con quái vật sớm thôi. Các cháu không tìm được ta đâu. Ta đang trốn ở ngay đây này. Đang phát ra từ trong bụng của Hunter nhỏ. Sao nó lại chui được vào bụng của mình ơi? Bụng của mình. Bụng của mình. Cảnh sát trưởng Labrador. Con quái nó trốn ở trong bụng của Hunter nhỏ. Cái gì cơ? Ta đang ở ngay đây này. Là giọng của con quái vật nhỏ. Các cháu đừng sợ, đây là âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe này. Hả? Khỉ con, có phải là của cháu không? Vâng, nhưng cháu để tai nghe ở trên bàn mà, sao nó lại chỉ còn một cái à? Hả? Tai nghe trên đĩa ăn và giọng nói kỳ lạ phát ra từ bụng của hamster nhỏ. Chú biết rồi, tai nghe của khỉ con rơi vào đĩa đồ ăn và hamster nhỏ đã nuốt một trong hai cái tai nghe. Vì thế mà âm thanh phát ra được từ bụng của hamster nhỏ. À, cháu nhớ rồi, hamster nhỏ luôn nuốt chừng thức ăn. Cháu đã dặn bạn ấy phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Cậu bé đâu rồi? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện gấp. Cậu ấy đi lối kia. Dobby, đi nào. Hamster nhỏ. Ôi, bụng mình đau quá. Xin ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi nhanh, nhanh lên à. Cẩn thận. Ba, nhìn kìa. Ôi không, đường này bị chặn rồi. Dobby, để đấy cho tôi. Bụng của cháu đau quá đi. Hamster nhỏ, cháu đã nuốt phải một cái tai nghe. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn nhai kỹ thức ăn. Không nuốt chửng hoặc ăn vội vàng, điều này có thể tạo ra trứng khó tiêu hoặc có thể vô tình nuốt phải những đồ vật không phải là đồ ăn. Nếu các bạn nuốt phải vật lạ, hãy nói ngay cho người lớn biết và phải đến bệnh viện ngay. Hãy nhớ điều này nhé. Woo! Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Ờ được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Wow. Các con đâu rồi? Các con ơi! Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Hả? Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường dây.
rồi biến mất. Hả? Hả? Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Hả? Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Wow, khủng long bay kìa. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Một cái burger to và ngon. Máy bay của mình. Cẩn thận đấy. Sợ quá đi mất. Cháu nhỏ à, cháu không nên leo trèo cao như vậy. Nếu mà ngã thì sẽ bị thương nặng đấy. Cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Giờ thì về nhà đi nào. Ôi không, ôi không. Cảnh sát trưởng Labrador, có người đột nhập vào nhà tôi kia kìa. Gì cơ, bà hãy chỉ đường cho cháu đi ạ. Tên trộm này thật là quá đáng. Dobby, bắt đầu kiểm tra đi. Cẩn thận đấy. Có dấu chân. Hả? Chúng là của tên trộm. Có vẻ như tên trộm này rất giỏi leo trèo. Dấu chân dẫn về hướng kia. Cảnh sát trưởng Labrador, nhìn kìa, có một con nhện lớn ở trên tường. Một con nhện lớn ư? Không, đây là bóng của tên trộm đấy. Đi nào.
Yo ho, yo ho, yo ho. Hôm nay bội thu luôn. Hả? Không đóng cửa sổ luôn này. Wow! Ba ơi, con đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé con yêu. Ơi. Ây à. Chú sói, chú làm gì trong phòng cháu đây? Chú đang ngắm cảnh ấy mà. Cảnh sát trưởng Labrador đã dặn cháu là leo trèo nguy hiểm lắm ạ. Tiếng gì vậy nhỉ? Mình vào được rồi. Chú là kẻ xấu. Con yêu, sao con chưa ngủ thế? Hồn hồn thì đứng nói gì đấy nha. Con ngủ bây giờ đây. Anh ta đi mất rồi. Tuyệt vời quá. Ôi cái kia trông đẹp quá. Anh Châu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy mở cửa ra. Có chuyện gì thế? Chúng tôi nghi ngờ có tên trộm đã đột nhập vào nhà anh. Có trộm à? Này. Trên tầng. Đấy là phòng của con trai tôi. Con ơi. Hả? Tên trộm đã chạy ra ngoài bằng cửa sổ. Để tôi đuổi theo hắn. Hả? Bắt được rồi. Đứng lại. Muốn bắt được ta ư? Nằm mơ đi. Ôi không. Đừng sợ, không sao rồi. Dobby đi nào. Đứng lại. Xem ta đây. Dừng lại, như vậy nguy hiểm lắm. Ôi không. Xem đây. Tôi sẽ không dám trèo cao nữa đâu. Anh cũng không được ăn trộm nữa. Anh sẽ về đồn với chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không được leo trèo lên các vật trên cao. Nếu bị trượt chân và ngã từ trên cao, các bạn có thể sẽ bị thương nặng. Khi các bạn nhìn thấy bạn bè của mình đang leo trèo, các bạn phải ngăn chặn hành động đấy ngay hoặc nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Woo!